Thưa các bạn, chúng tôi đang đứng trên ngang đỉnh Ngọc Linh. Đấy, trước mặt các bạn xa xa nhảy muối mờ, phía xa là đỉnh Ngọc Linh huyền bí. Và chúng tôi đang ở ngang đỉnh, quang cảnh thật tuyệt vời. Đường lên đây khá dốc và chúng tôi toàn phải để xe số 1 chạy và kéo hết ga. À, đến đây thì đã hết đường bê tông, điểm cuối đường bê tông. À, chúng tôi đã chiêm ngưỡng cảnh quan rất đẹp. Chúng tôi từ hạ chạy dừng xe tại đây. Hình cái đọc rơm rạ lúa thóc. Chúng tôi chuẩn bị hẳn sẹo sô cô la cho các bé. Ngày đó tôi sẽ quay lại Ngọc Linh và chinh phục đỉnh Ngọc Linh huyền bí.